Xin chào tất cả các em học sinh trên toàn quốc cùng tất cả các thầy cô đồng nghiệp ở trên toàn quốc. Sau đây mình sẽ chia sẻ một cái bài viết của thầy Nguyễn để Nguyễn gì đây của thầy Nguyễn Thái Sơn đã viết về cái cách mà cài cái máy tính giả lập này nè. Cài cái máy tính giả lập này lên cái máy tính Casio FX570 VNPlus này lên trên một cái máy tính để bàn hoặc là một cái máy tính laptop để khi các em học sinh hay là các thầy cô của mình á mà sử dụng giải các bài tập mà online hay giải các cái đề cương ở trên máy tính á thì mình sẽ sử dụng nó. Cấu hình của nó sử dụng cái máy tính của cấu hình của máy tính cho nên là bấm nó lẹ hơn rất là nhiều cái máy tính ở ngoài. Như vậy thì mình sẽ chia sẻ cái bài viết này bằng cái video để cho các thầy cô và các em học sinh tiện mà để cài vào và để sử dụng ha. Đây thì cái máy tính này khi mà cài xong rồi á thì nó sẽ lên như thế này. Như vậy trước tiên đây mình tải về là không có cái này. Khi mình vào cái một bất kể trang mạng nào thì mình ghi chữ mình đánh chữ đầu download để chờ đó download Casio FX570 Plus nhớ có chữ giả lập giả lập đi ghi chữ giả lập đó để cho đây nè giả lập dạ đó. Như vậy khi đó thì các em học sinh hay các thầy cô mình vào ngay cái đầu tiên này được chưa đó vào ngay đầu tiên này á thì đây có cái chữ download bấm vào đây download được chưa. Khi mà download về á thì trong có mục download tùy theo mỗi máy nha nó sẽ có như thế này đó Casio FX570 MHz thì khi mình bấm chuột phải vào đây đó mình giải nén ra ra giải nén ra ra được cái này thì mình click vào đây thì ở trong này á, sẽ có một cái mục là như thế này để xong này mình cài xong rồi click vào thì sẽ nhảy lên cái này nhảy lên cái máy tính vậy để mình xài giống y chang cái máy tính ở ở ngoài vậy cấu hình y chang không khác gì hết. Đây ví dụ như giải phương trình mình vào là mod 5 đúng không giải phương trình hệ phương trình bậc nhất hay ẩn thì bấm số 1. Phương trình hệ phương trình ba ẩn thì mình bấm số 2 được chưa. Nếu như giải phương trình bậc 2 một ẩn thì bấm số 3 mà giải phương trình bậc 3 một ẩn bấm số 4 được chưa nào. Đó rồi nó rất là đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi như vậy bắt đầu mình vào nè trước khi mà mở lên được cái đó mình cài á thì bắt đầu đây mình vô đây bài viết đây ha. Đây là một cái bước quan trọng nhất và khó nhất, đó là phải thay đổi cái địa chỉ cạc mạng của máy tính. Tất nhiên là phải kết nối internet nha, nhưng mà bạn nên dùng cáp và nên tắt wifi đi thì nó nhanh hơn. Còn bình thường thì các bạn sử dụng wifi vẫn vẫn được thôi, không sao hết. Nếu như các bạn sử dụng laptop mà sử dụng wifi vẫn được. Được chưa? Khi đang ở trong cái Windows nè, các bạn bấm cái ngay chỗ Start Start ngay chỗ cái máy đây nè đó đây thấy chữ Start không để chụp lại đây thấy Start đó cái bên dưới của một cái cửa sổ một cái dòng tạm thời gọi là cái cửa sổ của dòng lệnh thì các bạn gõ này CMD rồi các bạn Enter thì một cái khung cửa sổ màu đen nó hiện ra và ta gọi là Terminal là giao diện của cái dòng lệnh thì nó xuất hiện các bạn gõ thêm cái dòng lệnh này gõ là get mat và bấm enter được chưa bấm enter đây mình làm này vô đây đó bắt đầu mình gõ đây nè CMD ok chưa rồi mình bấm enter thì nó nổ ra cái dòng lệnh này đó được chưa nè xong rồi á thì trong cái dòng lệnh này nè thì mình gõ tiếp cái gì đây gõ chữ get mask để nhá 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 chụp chuẩn không mình gõ get mask get 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 mask được chưa
mình enter một phát đó thì nó sẽ nổi ra cái dòng này. Đây nó sẽ nổi ra cái này, và cái này là cái quan trọng nhất, là các bạn phải nhớ cho kỹ cái này. Nhưng mà nói vậy nhớ nó nhiều quá nhớ không nổi đâu, thì mình nên là chụp màn hình trở lại hoặc là gì à, mình ghi ra giấy. Nhưng mà theo mình á thì mình chụp màn hình trở lại ở đây, như ví dụ như ở đây, vào có thể mình giữ luôn cái này cũng được. Để vậy đây nè, mình cái Win 7 á, thấy Win 7 mình vô đây có cái card này, mình chụp màn hình này, chụp nó lại đó, mình chụp lại mình để đó, được chưa? Rồi cái này mình tạm thời để xuống đó luôn, nó ra được cái đó để đó nha. Đó nó xuất hiện cái này nè, xuất hiện cái card mạng của bạn là có 12 ký tự ở đây. Thế rồi trong đó nó có đi DVC nè, đúng không? Đó là có 12 ký tự nó như thế này trong máy này. Đó, nhớ kỹ nha, để lại đó. Thì bây giờ là mình đã có rồi, bắt đầu mình trở lại cái cửa sổ dòng lệnh này nè, mình gõ nè. Reget this rồi mình enter, được chưa? Đây. Đó. Rồi nè. Get this. Được chưa? Rồi mình enter. Đó, mình enter. Khi mình enter, cái này là khi cái máy mình đã cài rồi đây ha. Giờ nó trở lại. Mình enter xong thì nó sẽ ra cái này, nó ra được cái dòng này. Ra được cái này rồi đó, thì đây mình ở đây. Ra được cái này rồi ha. Thì bắt đầu mình vô trong cái này nè, Z editor này, mình để mình thay đổi cái thông tin của cái này, được chưa? Place update. Rồi mình tìm đến cái này, mình tìm đến ngay cái này nha. Tức là mình tìm vô chỗ này nè, key nè, local nè, rồi master nè, stem nè, đó rồi mình vô theo đúng cái dòng lệnh này nha, control class, rồi mình tìm đúng cái hàng này, thì đây mình vô đây, đó ngay chỗ này nè, key nè, local nè, master đúng không? Rồi vô đó, thì trong này á thì nó sẽ có nhiều cái như thế này, nhưng mà mình tìm đúng cái này nè. Tìm đúng cái D36 ha. D36 được chưa? Mình vô tới đây là vô chỗ cần chỗ cái question con số set này ha. Rồi vô control rồi class ha. Thì đấy mình vô đây vô đây nè, được chưa? Đó rồi cái mình click nó vô đây, rồi mình sẽ tìm được cái gì nữa, cái mình vô tới đâu rồi thêm. Đây nè, system. Đây, vô đây coi thử cái system đâu. Đây, được chưa? System đây. Rồi xong cái system này á, rồi bắt đầu mình vô đâu nữa? Vô nè, Custom Control Set đúng không? Rồi đấy. Vô đây. Đây, Custom nè, Control Set nè, đúng không? Rồi mình vô đây. Vô đây rồi bắt đầu mình vô chỗ control này, rồi mình vô chữ class này, đó mình vô control, mình tìm dưới đây đó, đó rồi cái vô control này, được chưa? Đó rồi cái rồi mình vô control, rồi mình vô class này, đây mình vô class đây, được chưa? Xong rồi vô class này rồi á thì bắt đầu mình tìm tới cái dòng này nè, D36E9721CE BFC10800002BE10318, được chưa? Đó mình cố gắng mình tìm nha. Đây đây gì đây, là D36E972 trước. D 4D chứ. Đây là 4 nè, 4D nha, 4D. 36E972. Đây 4D nè, 36972. 4D, 4D nè. Chọn 968 969 9 7172 đây. Đây mình vô đây, được chưa? Khi mình vô đây á thì cái đầu dưới dòng này mình sẽ thấy xuất hiện là 001 002 đấy không? Thì mình cố gắng nha, mình chịu khó mình đi tìm. Mình đi tìm nhất định sẽ thấy được cái dòng này. Mà cái dòng này nè, đó, dòng này, được chưa? Đó, giống hệt như ở trên.
giống hệt như cái mà mình mới chụp hồi nãy này, đó, giống hệt y chang cái dòng này luôn, được chưa? Đó, một cái này mình cũng vẫn còn lưu đây, được chưa? Thôi mình xóa cái này này, mình đã chụp hình lại đây rồi, đó. Rồi mình đi tìm nha, đó, vô đi tìm, thì trong trong này là đó, đây, mình click vô đây cái, lại vô cái 001, vô trong này thì mình tìm bên này, không có ha, rồi 001 001 rồi mình coi thử cái hình này ở mình là 4D 657 B29 chỗ này có không? Không có, vô đây không có, đây này, đây này nhớ nha, nhớ chỗ này là nhớ là 4D 657, nhớ cái khúc đó trước đi, rồi vô đây tìm này, đây này dài là mình phải kéo xuống nha, không có nha, vô đây đó. Cái này là 8 ơ rồi không, không có rồi, 8 ơ này không có rồi, vô đây 9 a không, không có, vô đây chỗ này 5 b không có, tại vì mình là 4 d ha, 4 d 4D mình vô đây. Chỗ này dài mình kéo xuống nha. Kéo xuống. Đây 4D nè, 657 B29 nè. Được chưa? Đọc hết thì đúng không nha? Đọc cho kỹ nha. Rồi. 29 nè, 6 BAA. 6 BAA rồi, cái này đúng rồi. Nó đây. Đó, thì cuối cùng là mình làm tiếp nè, tới cái đó rồi ha. Mình để cái con trỏ chuột vào chỗ trống này là ngay chỗ đó, mình nhấp chuột phải chọn cái nail sitting wall, nó sẽ xuất hiện cái nail value 1, thì nhấp chuột phải vào đây cái rồi mình cái chỗ mà rename này mình đổi cái tên thành là network address, thấy không? Nhớ nha, ghi cho đúng cái lỗi chính tả, đừng có ghi sai nha, ghi sai là không được. Rồi đây vô đây mình bỏ vô đây nè, mình nhấn chuột phải, thấy nail chưa? Nail rồi, rồi mình bấm vô start, đây 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 tin vô này, đúng không? Đó, thì nó sẽ ra cái nail nè, nail đây một, đúng không? Thì mình sẽ đổi tên này, đổi tên cái này, ha, mình đổi tên này nè, đổi cái tên cái nail là thành là network address nè, được chưa? Đó, xong rồi cái là mình click vô cái network nó, mình đổi cái là chọn cái modify này, rồi mình nhập cái chỗ cái valuda này á, được chưa? Data này á thì đúng với là 12 con số này, nhớ chọn đúng nha. Thì đây chỗ này là có rồi, mình cái này mình xóa đi, tại vì trong này mình đã cài rồi, được chưa? Trong này cài rồi, đây nè, không đúng rồi. Đây cài rồi nè, mình đổi lẫn ra đây thì khi bấm vô đây á thì nhớ chọn cái modify này, khi rồi modify đúng không, đây rồi nó sẽ hiện cái dòng này lên, được chưa? Trên nó dòng này lên mình gõ đúng cái dòng đây 001 này, tại vì trong máy tính mình đã gõ rồi, rồi mình xong mình gõ đúng cái dòng nó vô rồi mình enter, được chưa? Enter xong rồi thì mình sẽ thoát khỏi cái này ra, rồi mình khởi động lại máy. Khi vào Windows trở lại, nhớ là mình mở cái cửa sổ dòng lệ nhé, mình gõ get mask này thì mình thấy nó xuất hiện cái này nè, list address này, và nó nổi cái dòng chữ lên, có nghĩa là mình đã đổi được cạc mạng ở đây. Thoát cái này đi rồi đây ha, là nhớ khởi động lại máy nha, rồi xong mình vô đây mình gõ trở lại. Vô đây gõ get mask trở lại. Đó. Đó, vô get mask trong này mình vô mình gõ cái này vô đó xuất hiện cái trên này, thấy chưa? Rồi, như vậy là đã thành công rồi. Rồi, thành công rồi á. Thì bắt đầu nhớ nè, mình vào cái thư mục đó, mình vào cái thư mục mà mình tải về á, mình nhớ mình chạy cái file này nha. Mình chạy cái file này. Rồi đây, vô cái thư mục này nè. Trong này có cái file này, không?
Đó, mình click vào đây, mình open, mình chạy nó. Khi chạy cái file này xong xuôi rồi các bạn, chạy xong coi như vậy là xong rồi đó. Thì mở ra lại chỗ này mình thấy cái máy tính nè, cái rồi nè, mình click vô đây cái là nó nổi lên đây. Như vậy là xong. À, như vậy là đã xong. Bây giờ mình sẽ sử dụng rất là bình thường. Ví dụ như mình giải tích phân nè là của là xdx thì alpha x nè, đúng không? Dx nè. Rồi từ đâu? Từ 0 nè, rồi đến 1 nè, đó bằng bao nhiêu ra bằng 1 bằng 2. Đó nó bình thường vậy thôi, không có gì hết, giống y chang cái máy tính ở ngoài. Được chưa nè? Rồi mong rằng qua cái video này nếu như mà các thầy cô mà các em học sinh mà rành về IT một tí thì có thể là cũng không cần sử dụng cái video này, vào cái đây này, vào cái link này. Mình ở đây là mình lúc trước mình thấy một cái máy tính nó xuất hiện, các thầy cô dạy trên trên mạng á, thì mình không biết lý do tại sao mà nó có. À, thì lên mạng mình mới tìm, thì tìm ra đúng cái bài viết của thầy Nguyễn Thái Sơn này, được chưa? Bài viết thầy Sơn này, bắt đầu mình cài vào, nó lại chạy được, nó lại chạy cái là không xài được cái máy đó. Nhưng mà mình chỉ cho nhiều, có nhiều bạn mình cũng chỉ vậy mà bạn cài không được. Đó thì đây mình để luôn cái link, này của thầy Nguyễn Thái Sơn này. Đó, các bạn copy ra cái link này, thì các bạn bỏ vào nó ra đây này. Đó, thầy Nguyễn Thái Sơn, đây cái bài viết của thầy đây. Đó, nhưng mà mình chỉ cũng cái bài này mà có nhiều bạn là không không làm được, nhiều em học sinh cũng không làm được, cho nên mình mới ra cái video này. Nhưng mà video này có nguồn gốc là từ cái bài viết của thầy Nguyễn Thái Sơn này, các em ha. Như vậy giờ là thầy chúc các em học sinh trên toàn quốc sẽ cài được cái phần mềm này và học được tốt hơn. Chúc tất cả các thầy cô đồng nghiệp ở trên toàn quốc là sức khỏe và làm việc tốt. Đặc biệt là cảm ơn thầy Nguyễn Thái Sơn và chúc cho thầy Nguyễn Thái Sơn có thật nhiều sức khỏe, rồi có nhiều bài viết hay như thế này nữa để cho thế hệ mai sau có được nhiều học hỏi được ở nhiều thầy hơn. Chúc thầy.